đây để nó chạy lên đây coi, không còn cái sự kinh doanh buôn bán hoạt động ở đây nữa. Phía trong này là một cái khu gì mà người ta cũng đã đóng cửa rồi, quán ăn hả? Đây nè, cái cổng đi vào nè, không còn dấu hiệu hoạt động nữa, cỏ cây mọc um tùm. Này, quán xá người ta cũng dẹp rồi nè. Phố xưa nè, cà phê phố xưa nè. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Võ Văn Ngân, ngay cái dốc bên phải ở đây là làng đại họ, làng thiếu niên Thủ Đức, là cái cô di viện ngày xưa. Bên tay trái thì là khu vực trường La Salle Mossa, với ngày hôm nay là trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, cùng với đó là nhà thờ Thủ Đức ở bên tay trái của em. Ngay chỗ cái dốc này có cái hàng cây rất là đẹp. Hướng này chúng ta sẽ đi về ngã tư Thủ Đức, còn sau lưng chúng ta sẽ đi về chợ Thủ Đức. Bây giờ là 11 giờ hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024, và em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay thì em mời cô bác anh chị chúng ta cùng lang thang một chút trên đường Đặng Văn Bi, hướng đi về xa lộ Hà Nội, tức là xa lộ Biên Hòa ngày xưa. Ngày hôm nay thì người ta đổi luôn thành đường Võ Nguyên Giáp rồi. Đó. Đây là cái khu vực đường Đặng Văn Bi, ngã ba Đặng Văn Bi và Võ Văn Ngân. Làng thiếu niên Thủ Đức này là cô nhi viện Thủ Đức năm xưa. Hôm nay có dịp em lại quay trở về cái vị trí rất là thân quen, vùng ven của Sài Gòn xưa và nay. Thì trên con đường Đặng Văn Bi này thì chúng ta có cái hướng đi ra ngã tư Bình Thái. Những cái kiosk ở đây thì không còn được kinh doanh buôn bán nữa, nhìn nó rất là sơ sát. Đây, trên cái con đường Đặng Văn Bi này chúng ta còn đi về cái làng đại học Thủ Đức ngày xưa. Mời cô bác anh chị cập nhật một chút cái tình hình làm ăn kinh doanh ở đây như thế nào. Em sẽ chạy ra tới con đường song hành với lại xa lộ Hà Nội, xa lộ Biên Hòa đó, rồi chúng ta đi các cái con đường loanh quanh cái khu làng đại học Thủ Đức ngày xưa nha. Không biết cái con đường Đặng Văn Bi này trước năm 75 nó có cái tên này hay không. Về cái vùng đất Thủ Đức thì em đọc các cái tư liệu, ít khi nhắc về cái con đường Đặng Văn Bi này lắm. Nhà cho thuê mặt bằng. Ngày hôm nay ở trong cái làng đại học Thủ Đức cũ đó thì người ta sửa sang lại các cái căn villa biệt thự, người ta làm các cái quán ăn, quán nhậu, nhà hàng. Hôm nay Sài Gòn cho tới giờ này thì vẫn còn nắng nóng. Bên trái của em có một ngôi chùa Huê Nghiêm. Con đường này cũng buôn bán kinh doanh nhiều, nhà cửa san sát nhau. Ở trên cái con đường này là có trường Đức Minh. Trường Đức Minh ngày hôm nay nó là trường trung học phổ thông Thủ Đức thì phải. Nó nằm con đường hay con hẻm ở bên tay trái này. Trước lúc mà em thực hiện cái clip về Thủ Đức, em có về một lần theo cái lời nhắn của bác
khán giả trên kênh. Em cũng không biết còn nhớ cái con đường đi đi vô đó nữa hay không. Chạy về trên con đường Đặng Văn Bi này tự nhiên sực nhớ thôi, đây nè đây nè, hơn quá có cái bạn ở đầu đường. Em nghĩ là có cái bạn ở đầu đường chứ không thì khó mà biết lắm. Hẻm 166. Đây. Trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Là trường Đức Minh, trường Tư thục Đức Minh ngày trước. Cái vị trí này thì có hai cái khu trường, là trường Trung học Thủ Đức, là ngày nay là trường Nguyễn Hữu Huân đó. Rồi trường Đức Minh này, ngày nay là trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Chắc là em sẽ chạy thì vô một chút nha, sẵn tiện đi về đây cái để thăm lại. Cô bác anh chị có dịp nhìn lại. Cái hẻm đi vào 166 này. Đó. Trường Tư. Đi lên lên dốc ha. Trường Tư thì trường này Đức Minh này là một ngôi trường đạo Công giáo. Đó, ngôi trường như thế này, ngày nay đó là Trung học Phổ thông Thủ Đức. Chút xíu nữa đi vào bên trong làng đại học thì có, nếu mà được thì em cũng sẽ chạy thăm lại trường Trung học Thủ Đức năm xưa. Đó là trường Nguyễn Hữu Huân ngày hôm nay đó. Rồi mời cô bác anh chị đi ra lại con đường Đặng Văn Bi. Ngày hôm nay thì có cái làng Đại học Thủ Đức nằm ở chỗ khác nữa. Nhưng mà thú thật với cô bác anh chị thì em chưa có một lần nào đi về cái làng Thủ Đức đó, thì nó nằm cũng hơi hơi xa. Đấy, cái làng Thủ Đức sắp đi chỗ này đây, nó là cái làng Thủ Đức cũ trước năm 75. Rồi em mời cô bác anh chị rẽ trái xuống đường Đặng Văn Bi này, hướng ra xa lộ Biên Hòa nha. Rồi nắng quá mà em quên chưa uống nước nè, chút xíu nữa kiếm chai nước uống. Đấy, nhà cửa cho thuê nè. Hồi xíu nữa chạy vào trong cái làng đại học đó coi thử tình hình làm ăn buôn bán trong đó như thế nào. Ngày hôm nay thì người ta sửa lại nhiều cái villa để làm quán ăn, nhưng mà rồi thì cái tình hình buôn bán nó cũng khó khăn đó. Rồi cũng nhiều cái cửa hàng, nhiều cái nhà hàng người ta cũng đóng cửa lắm. Tiệm nướng Cuồng Nộ. Đây, có một cái tiệm nướng mới có tên là Cuồng Nộ. Buffet 199 ngàn. Nắng nóng quá. Đây cho thuê mặt bằng ha. Đường nào ở Sài Gòn bây giờ cũng sơ sát. Bên tay trái của em ở đây là Nam Thiên Nhất Trụ này.
nằm trên con đường Đặng Văn Bi, cũng là một mặt của cái làng Đại học Thủ Đức ngày xưa. Rồi, những cái ông lớn thì bây giờ toàn là những cái mặt bằng lớn lớn. Nãy giờ mà em quay đó là toàn là những cái mặt bằng lớn lớn. Ở đây là chúng ta ra đường xa lộ Biên Hòa đây. Em chạy ra ngoài luôn nha. Cái vị trí của làng đại học thì nó cũng rộng lắm á, nhưng nhiều con đường lắm. Ví dụ bên trái em ở đây có đường Bác Ái nè, đi sợ nhiều khi đi không hết. Đặng Văn Bi, khu này khu nhà máy gì mà bỏ hoang, nhìn hoang tàn, cỏ cây mọc um tùm ha. Bên trái em là đường Công Lý, chút xíu nữa em sẽ đi ra đó, đi vào những cái con đường này. Bây giờ em chạy thẳng cho ra tới xa lộ Biên Hòa, xa lộ Hà Nội. Đây là nhà máy sữa Vinamilk. Ở đây là con đường Hòa Bình. Ôi chạy cũng dài ghê đó chứ. Đó, ra đây là con đường xa lộ. Chết mấy cái tòa nhà. Ở đây người ta dán các bạn đa số màu xanh, không có dán bạn màu đỏ màu vàng nhiều. Tè tù rồi chứ. Đó, vừa cập nhật thôi. Tình hình làm ăn buôn bán, quán này cũng dời luôn rồi. Dời về địa chỉ khác. Vừa cập nhật tình hình làm ăn buôn bán, vừa nhìn lại cái cảnh vật xưa và nay. Ở đây chúng ta có con đường Thống Nhất này, bên trái của em đó. Khúc này chúng ta có con đường ở bên hông đây, bên hông này đây. Bên hông cái nhà hàng Hầm Rượu đó, Hầm Rượu này chúng ta đi thẳng là ra đường xa lộ rồi. Nhưng mà nó là con đường song hành. Chỗ đây là cái khu ăn chơi nha, khu ăn chơi, nhà hàng, quán ăn, hải sản, seafood, đồ quá trời luôn. Kim Dung, ẩm thực hội nghị Kim Dung. Ở đây thì chúng ta sẽ ở trái, đường này là đường hai chiều. Đây là metro đây cô bác anh chị, metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Hướng này chúng ta đi thẳng về ngã tư Thủ Đức. Đây là con đường Nguyễn Văn Bá nha, Nguyễn Văn Bá. Bên phải của em chính là xa lộ Biên Hòa đó, tức là xa lộ Hà Nội Võ Nguyên Giáp ngày hôm nay đó. Nguyễn Văn Bá.
Bên trái em là đường Lê Quý Đôn này. Chạy vào đi. Quán xa cũng có nhiều quán người ta đóng cửa tùm lum đó. Trên con đường song hành này khá là nhiều quán, dạng như là nhà hàng ăn uống rồi đó. Rồi em quay lại ở đây nha. Được nè. Chiếc xe nè. Quán cà phê nè. Đó, mấy cái quán như thế này nè, người ta đóng cửa, người ta nghỉ hết. Mấy quán nhậu mà không có còn dấu hiệu của việc làm ăn. Rồi em vào con đường Lê Quý Đôn này, bắt đầu chúng ta đi vào bên trong cái khu làng đại học. Làng đại học Thủ Đức cũ. Đất ở đây từng lô nó rất là rộng, nó dạng như villa đồ ngày xưa mà. Cho nên là nhà ở đây không có nhà liền kề nho nhỏ để người ta buôn bán ở rồi đó. Nó toàn là mấy cái khu nhà như thế này không. Dạng nhà vườn đồ rất là rộng. Quán xá này, rào chắn lại hết rồi này. Ở đường Lê Quý Đôn, đây là con đường thống nhất với rất là nhiều cái khu villa như thế này. Bên phải chúng ta đi ra tới Võ Văn Ngân, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Trong này thì được cái rất là yên tĩnh ha, có mấy cái trường mầm non hay quán cà phê, hay có cái nhà chơi cát, family and kids cà phê, đẹp quá. Về đây có bé nhỏ về đây chơi sướng đó. Mấy cái quán nhà hàng, quán ăn, quán cà phê lớn lớn không. Đường Lê Quý Đôn rồi đi vào đây ngã tư đường Hòa Bình. Những con đường thân quen. Bên trái em là một cái villa rất lớn của ai đây, rộng mênh mông luôn. Nhìn cái bức tường dài ngang khoảng mấy chục mét đó. Ồ, ở đây quán xá là xong rồi, héo teo rồi. Đường phố thì vắng, quán xá thì đóng cửa. Này giống quán cà phê ha, cho thuê rồi này. Chạy lên đây coi, không còn cái sự kinh doanh buôn bán hoạt động ở đây nữa. Thua. Nhìn điều hưu. Đây lên một con dốc. Nhà hàng quán ăn sau dịch nó ít khách, nó thua lỗ tùm lum, người ta bán. Đây là nhà hàng phố biển. Rất là nhiều hàng quán. Đất rộng. Ở đây nhiều đường lắm, đi hồi em rối nùi, em cũng không biết là chạy theo cái hướng nào cho nó nhìn cho nó dễ nhìn. Khu làng đại học đây, làng đại học Thủ Đức ngày xưa nha, không phải ngày nay. Đây là đường En Tanh nè. Ôi quán này lớn ghê luôn. Season gì á,
quán season gì nè. Rộng lắm để cà phê. Khu này ngày hôm nay là ăn chơi thoải mái. Ồ, cái quán này cũng cà phê mà có vẻ như là dẹp. Đóng cửa. Không thấy nó để bạn, nhưng mà rào tôn kín mít như thế này là nghỉ bán rồi còn gì nữa. Ban ngày giờ này mà người ta rào như thế này là nghỉ rồi. You and me. Mấy cái khu nhà rất là cũ. Cũng đóng cửa rồi, rào lại như thế này này. Món ăn, cà phê. Cái này đi thẳng là chúng ta ra đường xa lộ lại cô bác anh chị, xa lộ Biên Hòa. Ở đây con đường Thống Nhất này. Wow, quá cà phê quá trời luôn. Cà phê kem. Cà phê bên trái là cà phê Ấn Tượng. Bên trái là cà phê Ấn Tượng. Còn bên phải là quán cà phê Galaxy Coffee, cà phê kem. Đi thẳng chút xíu nữa coi. Một cái khu vực như thế này mà có tới hàng chục quán cà phê, quán nhậu. Thành ra là dễ chết lắm. Cầm cự không nổi. Nè, cà phê Mr. Chí. Bên trái của em đó. Quá trời quán cà phê luôn mày. Ra đây thì chúng ta sẽ tới con đường xa lộ. Đường Nguyễn Văn Bá. Ở đây cũng là một cái quán mà người ta cũng đóng cửa rồi, nhưng mà có mấy gì đó. Ngay mặt tiền xa lộ. Nồi motor cửa cuốn luôn. Không thoát được cái cảnh này. Đường Einstein. Em mau vào phải vô. Tiếp tục đi bên trong coi. Em chạy nói chung là nó cũng tùm lum nha cô bác anh chị. Không có cũng có theo lô theo đường được hết. Nó rộng lắm. Nhiều đường lắm. Em đi cập nhật tổng quan thôi. Nhưng mà phải con đường Thống Nhất đi. Quá trời quán cà phê luôn ha. Dày có một đoạn mấy chục mét à, mà tới 4-5 quán cà phê, quán nào quán đấy lớn lớn không, mặt bằng cả mấy trăm mét, mấy trăm ngàn mét. Ghê đi, mấy trăm mét vuông, ngàn mét vuông, rộng lắm. Thành ra quá trời chỗ người ta đóng cửa làm ăn không nổi. Đây nhà hàng hải sản gì đây nè. Đó. Có anh chị thấy không? Nhà hàng hải sản gì đây nè. Làm như cũng đóng cửa rồi đó. Đây nữa. Oh.
đại gia đội nón ra đi. Cà phê phố xưa. Ở đây có Đồng Khánh Hotel hả? Đó, Đồng Khánh Hotel. Phía trong này là một cái khu gì mà người ta cũng đã đóng cửa rồi. Quán ăn hả? Đây nè, cái cổng đi vào nè. Không còn dấu hiệu hoạt động nữa, cỏ cây mọc um tùm. Nó giống như một cái nhà hàng ngày xưa vậy đó. Bán đất bán nhà tùm lum. Trường Trung học Cơ sở Bình Thọ bên tay trái của em nha. Này là đi ra hướng, sắp ra hướng của đường Võ Văn Ngân rồi đó. Vào cái con đường, vào cái chỗ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật á. Dim sum mì kéo sợi à, quán xá rất là nhiều. Đóng cửa cũng rất là nhiều. Đây, ngay cho mấy cái khu nhà này, ngay mấy cái khu nhà này ta đóng cửa hết. Đây là đường gì? Đường Hàng Thuyên. Đây, có anh chị có thể thấy này. Dẹp hết rồi. À, ở đây là chúng ta ra xa lộ cái metro. À, khu nhà ở đây rào chắn bán đất bán nhà tùm lum. Cái dãy này là kẹt cứng rồi, người ta rào lại để người ta làm metro. Quay đầu xe nha, quán cà phê này quá trời luôn. Bên phải ở đây ngày xưa nó là một cái nhà hàng tiệc cưới nè. Nhìn bên trong cô bác anh chị thấy đó. À, bây giờ thì người ta đang sửa lại. Rồi em quẹo qua con đường Thống Nhất lại nha. Đường Thống Nhất này khá là dài đó. Ở bên trái em có đường Chu Mạnh Trinh. Đây là đường Nguyễn Công Trứ, bên phải là chúng ta quẹo ra xa lộ. Rồi bây giờ em sẽ quẹo trái đi. Nãy giờ đi hướng bên này nhiều, giờ đi hướng bên trái đi. Đây là đường Nguyễn Khuyến nha. Đường Nguyễn Khuyến. Thêm chữ Hoàng vô nữa là bên em luôn. Đường Nguyễn Khuyến nè. Vô đây. Giáo xứ Bình Thọ à, cái làng thương phế binh. Ồ, giáo xứ Bình Thọ đây hả? Lần đầu tiên em mới vô, đi vào cái đường nhỏ nha, lên cái dốc, lên một cái con hẻm nhỏ nhỏ như thế này. Đây đường Hữu Nghị. Đường Nguyễn Khuyến với đường Hữu Nghị.
vẫn còn nhiều nhà cũ. Đường Chân Lý hay là đường Chân Lý? Khu này thì có mấy cái cơ quan là của nhà nước, à, đây là công an thành phố Thủ Đức này. Đây con đường Đoàn Kết. Đây trường Nguyễn Hữu Huân, tức là trường Trung học Thủ Đức năm xưa. Có một thời gian gần năm 75 đó, năm 7 mấy đó, 73, 72 gì đó thì đổi tên thành Hoàng Đạo. Còn sau năm 75 thì bây giờ là trường Nguyễn Hữu Huân đó. Đây đường Chân Lý. Em sẽ đi thẳng qua luôn nha. Đây ngày xưa có một cái ngôi nhà cũ lắm nè. Thì bây giờ người ta đập rồi, còn lại cái bức tường cũ thôi. Rất là nhiều cái hình ảnh kỷ niệm xưa và nay. Không biết là cô bác anh chị có nhìn thấy hết không? Đường Lương Khải Siêu với đường Đoàn Kết chứ. Đường Đoàn Kết. Ở bên trái em có trường Từ Đức ha. Từ Đức. Quán xá người ta cũng về cùng. Đó, phố xưa này, cà phê phố xưa này. Quán này thì đang làm lại, chắc có lẽ người ta cho thuê, bây giờ sửa lại tiếp. Dưới này nhiều hàng quán nhưng mà cũng nhiều quán người ta đóng cửa lắm. Lẩu gà lá é. Đây con đường Khổng Tử. Khổng Tử em gọi phải nha. Cái clip này thì nó sẽ hơi dài chút xíu, lần nào đi về cái làng đại học Thủ Đức cũ này cũng hơi dài hết. Nó rộng và đi lòng vòng ở ngoài đường Đặng Văn Bi vô đây nữa là nhiều khi không đi không hết kịp. Rất là nhiều quán cà phê luôn. Đây có chiếc xe Đà Lạt ha. Đây. Bên trái của em là một cái villa rất là to. Trời ơi, ai mà ở cái villa này, nhiều khi đi bộ khỏi đi ra ngoài, đi vòng vòng trong villa có hồ bơi rồi trong, ghê thiệt chứ. Khỏi phải đi ra đường tập thể dục. Tối ở đây chắc có lẽ là nhà hàng bán nhậu rồi lên đèn nhiều lắm rồi nha. Đường Bác Ái. Nhà hàng karaoke. Đây là thủ phủ ăn chơi của Thủ Đức á, ngày hôm nay đó. Cô bác anh chị có ai ở gần gần đây tối mà có đi chơi ở đây thì có thể cập nhật tình hình. Toàn là quán ăn, quán cà phê rồi không à.
đi nãy giờ mà chưa hết luôn á. Đây là con đường Lương Khải Siêu. Lương Khải Siêu, em má quẹo trái nha. Cứ chạy tổng quan thôi. Em chạy không hết được. Hết thì được đó, nhưng mà nó cũng dài lắm. Rồi, ở đây em quẹo trái cái con đường này. Đó, cà phê. Đây là công ty cổ phần xây dựng vật liệu. Đây là đường Dân Chủ. À, đều ra Đặng Văn Bi được hết. À, hướng này là chúng ta ra Đặng Văn Bi đây. Karaoke ha. Karaoke từ cái dịch nè. Dịch rồi bắt đầu phạt mấy cái vụ mà phòng cháy chữa cháy xong là em thấy quán karaoke là héo teo luôn. Ít có làm ăn buôn bán gì được nhiều hết. Rồi em quẹo trái qua con đường Einstein này nha. Con đường này là bây giờ đâm thẳng ra ngoài xa lộ luôn. Đây là ngang con đường Bác Ái. Rất là nhiều quán xá ở đây người ta bỏ trống. Ví dụ như cái khu bên trái em này. Mặt bằng rất là rộng, rất là đẹp nhưng mà không làm ăn gì hết. Ở đây còn có cái nhà cũ này. Đây, cái nhà cũ này. Cũ luôn á, thật sự cũ đó. Người ta bỏ trống luôn, không ở. Rồi, mời cô bác anh chị đi tiếp ra phía ngoài. Đây con đường Công Lý. Công Lý ở trên Sài Gòn mình thì bây giờ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi. Còn ở dưới này thì còn con đường Công Lý. Đây có con đường Hồng Đức. Quán rào chắn lại hết rồi, chắc tối người ta mới mở. Đi thẳng thì chúng ta ra đường ở Đặng Văn Bi. Tiệc cưới ha. Rào lại rồi, đẩy rồi. Đây có quán cà phê lạ lắm nè.
người ta ngồi ở dưới là có nước, bỏ chân xuống ngâm hay sao á. Nhà đẹp luôn. Rồi, em vào trái nha. Cái nhà hàng này là coi như ngưng hoạt động rồi. Nhà hàng này cũng ngưng hoạt động luôn, hồi nãy em đi chỗ này rồi nè. Đó là những cái hình ảnh của cái khu làng đại học Thủ Đức cũ ngày xưa đó. Cập nhật một chút để cô bác anh chị thấy cái tình hình ngày hôm nay. Hướng này em đi thẳng là ra đường đại lộ, đường xa lộ Biên Hòa. Đoạn này là đường Võ Nguyên Giáp, mới đổi thành Võ Nguyên Giáp từ xa lộ Hà Nội. Và chắc là em sẽ tạm dừng cái clip ở đây luôn nha. Một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, tràn đầy niềm vui, sức khỏe. Hôm nay thực hiện các clip này nó hơi dài chút xíu. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Phía trước là ngã tư Thống Nhất với lại đường Lê Quý Đôn, rồi đi thẳng này chúng ta ra ngoài đường là xa lộ Biên Hòa năm xưa. Ngày hôm nay là đường Võ Nguyên Giáp.